Xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình có lên phần 64, thì gồm có là 20 mã cần. Thì ở đây là gồm có cần 2 khúc, cần 3 khúc, cần Hichi, cần Ikeda. Đấy, thì anh em chốt mã nào thì liên hệ theo mình theo số điện thoại mình để trong màn hình đó. Liên hệ theo số điện thoại màn hình hoặc là inbox Zalo. Mình không chốt đơn hàng trên bình luận YouTube nha. Cho nên anh em đừng có bình luận chốt đơn hàng trên YouTube. Thì trên đó thì nó hay trôi bài, với lại đôi khi nó không có thông báo á, cho nên mình cũng không có theo dõi được trên đó. Anh em nào có thật sự muốn chốt thì cứ cầm máy alo cho mình nha. Rồi đầu tiên mình sẽ lên cây là cây Daiwa Holden Lock. Đấy, cây này còn rất là mới anh em. Daiwa Holden Lock khoen bát Fuxi, khoen của nó là khoen Fuxi lõi xứ xám. Cây này độ mới rất là cao, khoen Fuxi lỗi xứ xám. Ngoại hình của nó là rất là ok. Thì cây này nó sản xuất tại Đài Loan nha anh em. Cây này nó có chiều dài là 3 m và độ cứng là 80. 3 m độ cứng 80. Đấy. Phùi nó các quần xoắn ít rất đẹp. Đây quay lắp. Rồi. Cây số 1 này là 3 m và độ cứng là 80. Cái số 1 này có thông số là cân nặng là 437 gram, đọt của nó 2.3 ly. Rồi cái này mình để cho anh em là giá 1,4 triệu. Quay đây qua lóc rất đẹp. Rất là mới. Tiếp theo, cây số 2. Cây số 2 là cây cần 3 khúc của Shimano. Cái 3 khúc của Shimano carbon xoắn 2 da. Đây, thằng nó là thằng carbon xoắn 2 da nha anh em. Thì cây này nó có chiều dài là 3 m, độ cứng là S. 3 m độ cứng S. Thì độ cứng của nó thì để mình đo là thử test lại độ cứng, thử độ cứng bao nhiêu. Khoen là khoen Fuxi lõi xứ xám, đầu bu là đầu bu xít. Carbon xoắn 2 da, cây này cũng còn rất là đẹp nha anh em. Rồi độ cứng S thì để mình coi thử độ cứng thực tế. Rồi độ cứng nó là 80 nha anh em, 3 m và độ cứng là 80. 3 m độ cứng 80. Rồi cây này cũng còn rất là mới, cây Shimano. Rồi cây này nó có thông số như sau, bắt máy nó là bắt máy đời cao nha, bắt máy Shimano luôn nè, thì bắt máy đời cao rất là đẹp. Rồi cây này là cây số 2, có cân nặng là 291 gram, đọt của nó là 1.8 ly. Rồi cây này đó anh em là giá 1,3 triệu. 1,3 triệu cái cây Shimano sáng 2 da. Cây số 4, đây quên cây số 3. Cây số 3 là một cây 3 khúc của thằng nào đây, đang lát coi lại. Cây 3 khúc, cây này thì nó có chiều dài là 36 và độ cứng là 50, dàn khoen là khoen xít hết nha anh em. Tất cả dàn khoen của nó đều là khoen xích hết, dàn khoen rất là mới. Cây này cũng còn rất là mới luôn, cây này ngoại hình rất là ok. Cây này của thằng Olympic nha anh em, Olympic để mình coi thử nó có để nước sản xuất không. Cây này có lẽ là sản xuất ở Hàn thôi, không thấy. Rồi, anh em coi cái cán của nó, cán nó rất là đẹp nha. Cái phần cán này hình như là nó dễ trúc, nó dễ trúc một phần nè. Đấy, một khúc trên này là cán 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 bằng, cán gỗ bằng. Gỗ bằng thì nó còn cái mút của nó luôn. Cầm rất là êm tay. 36 độ cứng 50. Thì cái cây này nó cây này rất là dẻo nha. Vì vì nó độ cứng ở bên cái đọt của nó lớn. Rồi. Khoen xít hết toàn bộ nguyên dàn khoen xít hết nha anh em. Rồi, cây này là cây số. Ủa. Cây này không có để thông số hết ta. À, đây. Cây này là cây số 3. Kéo cái này lại. Đây. Cây này là cây số 3. Cây số 3 cân nặng là 512 gram, đọt của nó rất lớn nha, đọt nó 3 tới 3.5 ly.
đọt 3.5 ly nhưng mà độ cứng 50, thì cho nên là cái đọt của nó sẽ dẻo. Cây này anh em nào tải ké rất là phê, nó sẽ dẻo đều này. Rồi cây này có giá là 1 triệu 3, 36 độ cứng 50, dàn khoen xít bát fuxi rất là đẹp. Để cho anh em coi lại cái vân của nó chi tiết này, cái cán của nó làm đẹp, rất là đẹp. Rồi cây số 3 có giá là 1 triệu 3. Cây số 4, cây số 4 này là một cây của thằng Navigator, thì thằng Navigator này là của nội địa Nhật Bản. Rồi, bát fuxi. Ôi chết mẹ mất cái khoen, không để ý. Rồi bỏ cái này đi, bỏ mã số 4 nha anh em. Mẹ bỏ rồi, bỏ mã số 4 lên mã số 5. Mã số 5 là một cây của thằng Ryobi. Ryobi 3x3 độ cứng SS. Cây này cũng còn rất là mới, khoen gọi là khoen fuxi lỗ xám, cây này hầu như là chưa sử dụng luôn nha anh em. Rất là mới, mới keng luôn. 33 độ cứng SS. SS để mình coi thử độ cứng chính xác của nó. Tại vì ví dụ nó để thông số nó cứng 20, 30, 50 thì dễ để SS độ cứng. Nhiều khi cũng ít người biết, ngoài cái mình chưa biết. Rồi độ cứng nó tầm 30 nha anh em. 3 mét độ cứng, 3 ở quanh 3 mét 3 độ cứng 30, cây này rất là sáng bóng luôn, rất là mới. Khoen bát fuxi, khoen fuxi lỗ sứ xám, bát fuxi tem vàng. Cây này rất là mới. Rồi. Cây này là cây số 5, có cân nặng là 300 gram, đọt 2 ly. Rồi cây này đến em là giá 1 triệu. Theo cây số 6. Cây số 6 là cây của thằng Super Carbon. Bát máy là bát máy fuxi tem vàng, khoen là khoen fuxi lỗ sứ xám. Dàn khoen fuxi lỗ sứ xám. Đây. Carbon anh em nhìn nghiêng thì sẽ thấy nó xoắn. Xoắn vòng. Thì cây này là của thằng này là của nội địa Nhật luôn nè. Made in Japan, 36 độ cứng 60. Mấy thằng mẹ nó để thông số như là rất là chuẩn nha anh em, năm có thằng để 50 80, ví dụ mấy thằng mẹ để 60 là rất là chuẩn luôn, rất là chuẩn thông số này. Còn ví dụ mà mình đo, khi mà mình đo thì nó ra, ví dụ như mà nó không có để thông số, mình nhắc nó thì nó sẽ ra độ cứng, mình sẽ nói nó là tầm cỡ 50. Nhưng mà mấy thằng này nó để 60 luôn thì rất là chuẩn. Cứng, đọt nhỏ nhưng mà cứng nha. Rồi. 60. 3m6 độ cứng 60. 36 độ cứng 60, rất là đẹp. Để coi nó có lỗi lầm gì không để báo anh em biết. Rồi ok, cái này có gì? Cây này là cây số 6, có cân nặng là 360 gram, đọt của nó là 2.4 ly, độ cứng 60 rất là chuẩn. Cái này anh em đánh lăn xê là chuẩn luôn nha. Rồi cây này có giá 1 triệu 2. Tiếp tục cây số 7. Cây số 7 là cây 3 khúc có chiều dài là 2m7 của thằng Daiwa. Đây. Daiwa. Thì thằng Daiwa này là Daiwa đời cao nha anh em. Đây qua này, cái dòng của nó là dòng Bower Med. Đây, đây qua Bower Med đây. Carbon Whisker Bower Med, thằng này rất là đẹp. Ba khúc. Cái này không biết anh em nhìn có thấy được cái thằng nó xoắn. Thấy được cái xoắn ít của nó hay không? Nó xoắn ít hết, cái thằng nó xoắn ít nè. Nó sáng ít mà do cái màu sơn của nó đậm á, cho nên là nhìn nó ít rõ hơn là thằng con lóc kia. Ngọn của nó đây. Ngọn ở trên nó kiểu như là nó chạy là so. Khoen là khoen fuxi lỗ sứ xám. Cây này là độ cứng tầm cỡ hơn 30 một tí, hơn 30 chắc cỡ 40. Rồi 2m7 độ cứng cho 40 đi. Rồi cây này là cây số 7, có cân nặng là 274 gram, đọt 1.8 ly. Rồi cây này để anh em giá 1 triệu 2. Cây đây qua Bower Med dòng Whisker. Tiếp tục cây số 8 là một cây bạo lực. Nè để mình coi nước đẹp của nó nè. Cây
Thằng này là thằng Daiwa Hollandlock, rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp, rất là mới. Daiwa Hollandlock, sẵn kinh chưa? Bắt máy Fuji tim vàng. Cây này nó có thông số là 24 và độ cứng là 200. Thì cây này nó cũng chắc cũng sản xuất tại Taiwan. Cây này rất là mới luôn đó. 24 độ cứng 200. Cho anh em câu cá bạo lực, câu ghê, câu đồ, cái này mà anh em nào câu cá cam cái đồ đó, câu khơi á. Rất là đẹp, cây này nó tải chì phải cỡ trên ký. Câu nước sâu nước chảy rồi anh em đeo chì ký trên ký, ký rưỡi rồi quất thoải mái. Rồi, cây này rất là đẹp nha anh em. Mới, độ mới rất là cao, mới phải trên 95%. Rồi cây này là cây số 8, nó cân nặng là 903 900 ơ quên 493 gram, đọt của nó là 3.9 ly. Rồi cây này để anh em là giá 2 triệu rưỡi. Tiếp tục cây số 9. Cây số 9 là một cây có chiều dài là 21, độ cứng của nó là độ cứng 80, 21 độ cứng 80. Cây số 9. Cây này còn rất là mới nha. Mấy cái này mấy mạc bên Nhật nó dán nè. Bát máy là bát máy Fuji. Đọt tháp, tháp ngay vị trí này nha anh em. Đọt tháp, cây này có chiều dài là 2m1. 2m1 độ cứng của nó là 80. Đấy. Đây. Cây này sản xuất tại Hàn Quốc của Suzumi. Suzumi sản xuất tại Hàn Quốc. Suzumi sản xuất tại Hàn Quốc. Này là Hàn Quốc xuất Nhật đây. Rồi, khoen của nó là khoen Fuji loại xứ xám. Cây này cũng rất là đẹp nha. Rồi, 21. Cây này là cây số 9, có cân nặng là 260 gram, đọt của nó 1.7 ly. Cây này có giá là 1 triệu 2. Tiếp theo là cây số 10. Cây số 10 là một cây Shimano. Shimano Horizon Carbon xoắn 2 da. Rất là đẹp. Này bắt máy đời cao luôn đây. Thì cây này có chiều dài là 24 và độ cứng là 30. Dòng Agot. Đẹp len ken luôn. Khoen là khoen Fuji. Rồi. Cây này nó bị ngu cái nó bị hụt đọt nha anh em. Bị hụt 5 phân đọt. Đấy. Hụt 5 phân đọt thì cái này đầu nó làm lại là đầu bu, cũng là đầu bu rin luôn nè. Đấy, đầu bu rin luôn. Thì cây này nó bị dở cái nó hụt 5 phân thôi. Thì khi mà nó hụt 5 phân từ độ cứng 20, độ cứng 30, cây này bây giờ nó lên độ cứng gần 50 nè. Hiện tại cây này là cho cây này hiện tại là cho còn 2m35 đi. 2m35 độ cứng gần 50. Đấy. Rồi cây này để giá mềm luôn. Cây này là cây số 10, có cân nặng là 244 gram, đọt 2.4 ly. Cây này có giá 1 triệu 2. Đấy. Shimano carbon xoắn 2 da, anh em nhìn nhìn nè. Phôi rất đẹp. Cái thằng này theo mình nghĩ á, nếu mà anh em câu, nếu mà đúng nó bỏ cái khoen này đi. Gỡ khoen này bỏ thì khi đó nó sẽ đều đều cái cần hơn. Tại vì bây giờ cái khoen nó bu quá gần cho nên là hầu như là khúc này vô tác dụng luôn, nó thành một luôn, nó cứng. Bỏ cái khoen này đi, gỡ khoen này bỏ ra. Thì cây này anh em nào mà lấy cây này muốn bỏ thì nói mình để mình bỏ luôn. Còn anh em nào muốn tự bỏ đem về thì để anh em đem về nha. Rồi cây này cả giá 1 triệu 2. Cây số 11. Cây số 11 là một cây của thằng gì đây? Shimano. Shimano khoen lá. Bắt máy Shimano. Đây, Shimano đây. Thì thằng Shimano này sản xuất tại Indo nha anh em. Cây này có chiều dài là 2m55, sản xuất tại Indo, dàn khoen lá rất đẹp. Khoen lá đá xít hết. Này. Bay game. Ủa sao lại dòng bay game, sao lại dòng bay lure ra ta. Cây này con này lua. Không, cây này độ cứng rất cao nha, cây này độ cứng 100. 100. Độ cứng tầm cỡ 100, 100 hơn đó. 100, 120 gì đó. Thì nó không có để độ cứng cho nên là nó án án dần độ cứng nó tầm cỡ 100 tới 120. Cây này anh em nào hợp phong thủy màu này thì dứt. Dạo này mấy anh em chơi phong thủy nhiều quá phải yêu cầu màu nữa. Rồi, cây này là cây số
Cây số 11 có cân nặng là 262 gram, đọt của nó là 2.2 ly. Rồi. Cái này có giá là 1 triệu tư nha anh em, 2m55. Cây Shimano khoen lá. Mấy cái dòng khoen lá này thật sự là cái dàn khoen của nó rất là giá trị, dàn khoen không anh em bán cũng cả triệu rồi. Giờ có mấy bộ khoen lá mấy anh em đang bán á, gần cả triệu một bộ. Rồi, tiếp theo là cây số 12. Cây số 12 là cây cần Hitachi nha anh em, cây này thì mới chưa sử dụng nha. Cây này nó còn có túi của nó mà túi nó dơ quá mình bỏ ra. Rồi, cây này có chiều dài là 24 và độ cứng là 30. Cây này dòng Hitachi nha anh em. 24 độ cứng 30 Hitachi nhưng mà dạng Hitachi cứng. Đây, bắt máy. Cái này anh em nào câu câu ngâm luôn vẫn được chả sao. Made in China. Ôi ông nội sản xuất tại Trung Quốc ông ơi. Đây. Cái dàn khoen của thằng này thì dàn khoen của nó hơi nhỏ. Dàn khoen hơi nhỏ, nhỏ thì nó có nhược, cái nhược đó là nó re cước chậm, cái thứ nhất, cái thứ hai đó là anh em quay nó cũng hơi nặng. Đấy. Cước 30 rồi. Cây này là cây số 12, có cân nặng là 194 gram, đọt của nó là 1.9 ly. Rồi cây này là cây 1.9 ly, cây này có giá là 600 ngàn. Cây này rất là mới nha anh em. Tiếp theo. Cây số 12. Cây số 12 là một cây Hitachi của thằng Shimano. Đây. Carbon xoắn gân nè, rất là đẹp. Đấy, xoắn nổi gân luôn nè. Thì thằng này đọt nó đọt tháp nha anh em. Tháp ngay vị trí này, nó tháp cái đọt này các đọt thời đọt sợi thủy tinh nè. Tháp đọt sợi thủy tinh cho nên rất là dẻo nha. Cái cây này anh em nào mà câu tôm á là đúng chuẩn của nó nè. Câu tôm, câu bè. Thường anh em câu tôm là đúng không? Thì cây này có chiều dài là 1.8. Cái bộ sáng nè. Rồi. Cây này là cây số 12, có cân nặng là 100 gram, đọt của nó 1.1 ly. Rồi cây này có giá là 800. Cây số 13. Cây số 13 cũng là một cây Hitachi có chiều dài 2m1 và độ cứng là 20, 21 độ cứng 20. Thì cây này của thằng nào không có để share clipter gì đây. Đây. Khoen dàn khoen của nó là khoen dạ quang nha anh em. Khoen dạ bôn quang carbon sáng vòng. Đây, đọt tháp. Ủa thằng này có vẻ hơi cứng. Đụng này hơn 20 luôn, cái này phải cỡ 3-40. Khoen là dạng khoen dạ quang. Rồi. Thông số của nó là cây số 13, có cân nặng là 164 gram, đọt 1.7 ly. Rồi cây này anh em giá 700. Tiếp theo tới Ikeda. Đầu tiên mình sẽ lên một cây Ikeda này, là cây này có chiều dài là 1.6, cây này là của Ryobi. 1.6 Ryobi, cây Ikeda này là Ikeda rút. Đây, ngọn nó lồng ở trong đây, rút. Ngọn lồng ở trong đây. 1.6 nha anh em. Cây Ikeda này nó có vẻ là hơi cứng. Cứng so với Ikeda chứ nó còn nó mềm. Cây này mấy cái Ikeda thì nó rất là mềm. Rồi, cây này là cây số 9, có cân nặng là 79 gram, đọt của nó là 0.5 ly. Rồi cây này có giá là 600. Ikeda chiều dài 1.6. Ryobi. Tiếp theo cây số 16. Cây số 16 cũng là một cây Ikeda, thì cây này là của thằng Sakura. Sakura chắc là Trung Quốc. Thì thằng này là chất liệu của nó là phíp. Ủa phải phíp không ta? Chắc là phíp. Phíp. Thằng này chất liệu của nó là phíp nha em. Wow. Ngọn đây. Cái này có chiều dài là 1.8. Cái thân của nó là phíp, không biết là phíp hay carbon nữa.
Rồi cái mẹ cho phíp đi. Ngọn là ngọn sợi thủy tinh đặc, ngọn là ngọn đặc nha. Sợi thủy tinh mà nó sơn đỏ này. Ngọn thằng này rất ngọn sợi thủy tinh là bể thoải mái. Rồi cây này là cây số 15, có cân nặng là 112 gram, đọt 0.4 ly. Rồi cây này cũng có giá là 600. Tiếp theo anh em là chơi hàng Ikeda siêu tầm thì nên chơi mấy này. Cái cây này thì gọi là hàng hàng nó hàng nghệ nhân, nó làm theo viện làm thủ công. Cái thân của nó là ba khoen xích hết nha anh em. Ba khoen. Cái gốc của nó đây, gốc là gốc sợi thủy tinh đây. Ngọn con này rất là mảnh. Rồi. Để gắm vào cho anh em xem. Rồi, cây này là cây số 16, có cân nặng là 105 gram, đọt là 0.3 ly. Cây này có chiều dài là 1m45. Cây này có chiều dài 1m45 nha anh em. Rồi cây này có giá là 900. Rồi. Tiếp theo mình lên một cây lua. Đây. Lua cán này là cán bần. Bắt máy của nó là cao tầm cỡ 30 20 gần 40. Anh em nào bạc thoải mái, bắt máy Fuji. Đây, thông số của nó đây. Cây này sản xuất tại Hàn Quốc, Made in Korea đây. Thì cây này thông số đó rồi đây. Số 80. 80 à, cây này có chiều dài là 24. 80. 80 có chiều dài là 24. Thì cây này nó có thông số lure, anh em nhìn không rõ rồi để mình đọc cho. Cây này nó lure của nó là từ 10 đến 30 gram. Made in Korea, đó, hai hàng chữ nó gì đó, 10 đến 30 gram. Thì cái này anh em nào có thể là lua nhái thật hoặc là câu chẽm, lua chẽm đấy, hoặc là lua lóc nhưng mà lua mồi nặng. Khoen của nó là khoen Fuji mà loại sứ đen, loại sứ thôi chứ không phải là xích nha. Khoen Fuji loại sứ cứng. Cây này anh em nào lua lóc lua chẽm ok hết, lua gần lua vẫn ok, nói chung là lua dạng lua mà hơi nặng đô một tí. Rồi cây này là cây số 17, có cân nặng là 218 gram, đọt 2.1 ly. Cây này có giá là 1.400.000. Tiếp theo cây số 18, cây số 18 là cây cần xích đây, cây cần xích cắm gốc, bắt máy là cây rít này là của thằng Daiwa nha, Daiwa gì, Daiwa Phantom đây. Để mình đọc thông số rít của nó đây, BFX B60M. Cây này có chiều dài là 1m8 nha, medium cut width là 15 mà ơi 14 đến 50 gram, 14 đến 50 gram. Dít của nó là 80 đến 140. Linh của nó, linh ni lông là 12 đến 30 lebel. BE là 2 đến 4. Đây là mã code xuất nhập, Made in Korea, cái này sản xuất tại Korea. Thì cái khoen này là khoen đảo nha. Đã mấy cái khoen này là cái chân của nó ra trước, mà khoen này chân ra sau, mục đích là chống rối cước. Để anh em dít là chống rối cước. Thì cái cây này á, cây này của Daiwa Phantom nè. Daiwa Phantom. Cây này thì thông số nó để zig của nó là 80 đến 140 gram, nhưng mà cây này khá là cứng, thì cây này nó theo mình nó là zig mồi tầm cỡ 400 gram luôn vẫn tốt. Zig mồi 400 gram thoải mái nha. Đấy, 400 500 gram luôn vẫn thoải mái. Cái này mà anh em nào đi câu khơi xa thì một cần máy điện anh em ngâm cần máy điện, còn rảnh anh em lấy cây này anh em dứt nước sâu á, chích mồi tầm 400-500 gram mà lấy cây này chích tốt. Rồi à, quên em coi dàn khoen của nó nhé.
bullshit. Để mình coi cái khoen đề 3 của nó là số bao nhiêu đây. Không để, nhưng mà khoen đề 3 này là khoen tầm 30 nha, khoen đề 3 này tầm 30. 30 25 20. Đấy. 2 4 6 khoen. Chết tay qua. Rồi. Cây này là cây số 18, có cân nặng là 279 gram. 279 gram đọt 3 ly. Rồi cây này có giá là 1 triệu tư nha anh em. Tiếp tục là một cây cũng hàng nặng, thì cây này để anh em câu máy điện. Cây này anh em nào câu cá đổng sọp là đúng hơn. Tại vì độ cứng của nó tầm cỡ 150 thôi, chứ nó không có độ cứng không cao. Nhưng mà nó chơi là chơi cái cán máy điện. Đấy. Cái cán này không là cán này rất là đắt tiền nha anh em. Thì cái cây này là của anh Alpha Tiger. Đây có chiều dài là 2,7 m. Cây này sản xuất tại Nhật, Made in Japan. Này, Made in Japan, sản xuất tại Nhật. Blin là 2,7 m. Độ tải cá của nó là 8 lbs. Đây. Đây. Dàn khoen ở đây, dàn khoen biển. Cái khoen này ngộ ta. Hồi giờ là cái khoen này thấy nhiều, còn cái khoen loại này là bây giờ mới thấy nè. Coi nó có cưa chân không? Không, kiểu nó vậy. Kiểu nó như như là cái khoen kia, nhưng mà nó không có cái chân chấm đây, nhưng mà khoen này hồi giờ mới thấy nè. Tất cả dòng khoen nữa. Rồi. Cây này là cây số 19, có cân nặng là 590 589 gram. Cây này 589, mà thực chất là cái cán này chắc cũng hết 300 rồi. Ủa mà sao? Sao có 500 mấy để cân lại thôi. Cái cán này phải có nửa ký mới đúng nha ta. Đúng rồi. 624 gram, cân nặng là 624 gram. Bát 624 gram, ngọn của nó là 1,3 ly. Rồi, cây này có giá là 1 triệu rưỡi. Ê quên, ngọn của nó là 3 ly nha anh em. Nhầm. Rồi, cây số 20. À. Đó. Anh em mà chơi cái 20 này đi. 3 đọt. Rồi. Cây số 20 này là cây cây có chiều dài là 2,7 m, cây này của Suzumi. Đấy. 2,7 m. Cây này đợt trước mình về nhiều lắm, nhưng mà nó có 2 đọt, mà sao đợt này 3 đọt, nhưng mà đợt trước có 2 đọt, mà 2 đọt nhỏ. Đọt 50, đọt 80. Rồi, cây này á, một đọt của nó là nó đọt của nó là 30 50, thì cái đọt này đọt 50 nè. Đấy, đọt là độ cứng 50 nè. Tiếp tục một đọt là 60 80, đó là đọt này độ cứng 80 nè. Tiếp tục một đọt, đọt này đọt kinh khủng. 100 tới 120, nhưng mà cái đọt này rất là lớn nha. Đủ hơn á. Cái này phải cỡ 200. Rồi. Đọt nó thép ngay vị trí này hết nè nha anh em. Cái đọt này anh em nhìn 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 ngón tay út mình như nó cái đọt này. 70. Rồi. Để em đọc thông số cần đây. Cây này là cây số 20, có cân nặng là 350 gram, 350 gram mà mình nãy mình cân cho cái đọt 50 á. Một ngọn 50 của nó là 2,6, ngọn 80 là 3,2, còn một ngọn lớn kia là 5,6 ly. 5,6 ly, loạn rất là lớn. Để mình ráp cái cần này vào thử coi ngọn lớn coi. Rồi. Rồi, ráp vào thì độ cứng nó tầm cỡ 150 nha. Ngọn nó lớn nhưng mà độ cứng nó tầm cỡ 150. Rồi. Bữa nay mình có lên 20 mã cần đó, anh em nào chốt mã cần nào thì liên hệ cho mình nha. Rồi xin chào tất cả anh em.